Linh Ca gồm các linh mục, các nhạc sĩ muốn chia sẻ niềm vui ơn gọi qua những tài năng mà Thiên Chúa ban cho các thành viên trong nhóm qua giọng hát, tiếng đàn, vũ điệu và câu chuyện để hướng dẫn giáo dân, những người khi tô hữu bước đi theo gương Chúa Kitô. Nhóm Linh Ca muốn truyền bá tin mừng qua việc dùng lời ca, tiếng hát để dễ đi vào lòng người và giúp giáo dân có những phút thư giãn lành mạnh sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn qua chương trình Linh Ca này sẽ đánh động và khuyến khích ơn gọi theo Chúa của các bạn trẻ. Linh Ca 3 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Houston, Texas với chủ đề Benedictus, chúc tụng Thiên Chúa.